Đây mình lại lên tranh thủ chia sẻ và trò chuyện cùng với quý vị và các bạn tí. Cũng không ngồi vấn đề gì liên quan đến vụ Tỉnh Thất Bồng Lai và quanh câu chuyện những nhân vật liên quan đến vụ Tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thiền Am, những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai vướng vào thị phi, vướng vào pháp lý, rất nhiều các cái diễn biến liên quan đến rất nhiều các cá nhân tổ chức. Khi pháp lý, công việc điều tra của cơ quan chức năng chưa được ngôi ngai, các thầy thì lại chấp nhận thi hành án trong trại, còn lại những thành viên còn lại ở trong Thiền Am thì lại lo tất bật từ cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh hàng ngày, lo chuyện học hành cho các bé, lo chuyện sức khỏe cho thầy cụ Lê Tùng Vân, lo thuốc men cơm nước sức khỏe cho các cô lớn tuổi còn lại trong Thiền Am. Những vấn đề đó đủ để cho chúng ta thấy đối với người Thiền Am, ngoài cái cạm bẫy về pháp lý, bên cạnh đó cuộc sống của họ còn rất nhiều các vấn đề mà họ phải đương đầu, từ thị phi, từ phải lo cho cơm áo gạo tiền, rồi tiếp tục phải lo phòng tránh những kẻ gian lận lừa lợi dụng người Thiền Am để trục lợi, lợi dụng người Thiền Am để tạo các cái hiệu ứng liên quan đến mạng xã hội, tạo những cái vấn đề không hay xảy ra đến với Phan Thiền Am, đến với người Thiền Am và tất cả những người đang quan tâm đến cái vụ Thiền Am này. Thưa quý vị, lời đầu tiên thì mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần, mình chia sẻ trực tiếp luôn nha các bạn. Trở lại diễn biến hôm nay thì chúng ta lại bàn cãi đến tất cả những nhân vật mà khiến cho người Thiền Am cảm thấy là bất an và đặt rất nhiều các cái nghi vấn. Ai là người để cho Thiền Am đáng tin tưởng? Ai là người tốt? Ai là kẻ xấu? Ai là kẻ trục lợi lạm dụng người Thiền Am? Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều. Kết cục để lại thì tất cả các cái sự việc hậu quả để lại, người Thiền Am gánh, tai tiếng thị phi người Thiền Am gánh ấy. Còn về vấn đề mà lợi ích thì người Thiền Am chỉ hưởng một số ít, nhưng đó cũng là một cái quyền lợi, cái điều mà chúng ta thấy rằng là người Thiền Am đáng để được hưởng cái đặc quyền, cái quyền lợi từ cái niềm thương yêu, cái sự chia sẻ san sớt từ cộng đồng mạng, trong đó có những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các bậc trượng phu cũng đã đem lòng dâng hiến và hỗ trợ cùng san sẻ chia sớt cái nỗi buồn vui đói khổ của người Thiền Am trong cái đại nạn vừa qua. Vừa khi vụ án kết thúc, các thầy cũng đã thực hiện theo các cái quy định của pháp luật, đang thực thi pháp luật, thực thi cái mệnh lệnh về các cái quyết định về bản án vừa vừa kết thúc, chỉ còn lại được sự ưu ái của pháp luật là cụ Lê Tùng Vân thì được tại ngoại, có nghĩa là không thi hành án về bản án 5 năm đối với cụ Lê Tùng Vân. Nhưng không phải là không thi hành án là cụ Vân được tự do thoải mái, nhưng cụ cũng vẫn sống trong sự theo dõi thấp thỏm lo âu của rất nhiều các thành phần, từ pháp lý, cơ quan điều tra, cơ quan chức năng cho đến những người luôn rình rập và thừa vị cái chức vị của cụ Lê Tùng Vân. Hiện tại thì lùm xùm trong thời gian gần đây, những nhân vật mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó là Hồng Sơn, Tiến Dũng, Thanh Trần, là ba nhân vật mà được mệnh danh là ưu ái cái đặc quyền này để đứng ra giúp đỡ, bảo vệ và hỗ trợ cho người Thiền Am. Hỗ trợ ở đây là chỉ hỗ trợ về tinh thần thôi, còn thực ra thì ba nhân vật này không hỗ trợ gì cả, nhưng chỉ lạm dụng cái sự hỗ trợ, cái niềm yêu thương từ bá tánh của các mạnh thường quân thôi. Thế còn nói về cái sự hỗ trợ để đem lại cái quyền lợi cho Thiền Am đó thì
Ở đây có sự đóng góp chung tay chia sẻ của rất nhiều các cái mạnh thường quân. Trước đây thì còn rất nhiều, nhưng bây giờ thì sự thật về cái vấn đề này cũng đã là làm ảnh hưởng rất là nhiều. Mạnh thường quân bây giờ cũng đã là bán tin bán nghi, rồi cũng là rất là khó chịu và khó hiểu trong vấn đề này. Cho nên đây cũng là một cái thiệt thòi đáng tiếc cho người Thiền Am còn lại. Đến bây giờ các bạn thấy đó, Mạnh Thường Quân cũng bị khán giả chửi, cũng bị những fan đấu tố với nhau, quay sàn đấu tố, rồi khiến cho Mạnh Thường Quân cảm thấy bất hòa, bất bình và bất đồng trong các cái vấn đề này. Họ không còn cảm thông và đồng cảm với người Thiền Am nữa. Xin chào Hương Hồ, lâu quá rồi không gặp bạn. Xin chào Linh Lê, mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Gần đây thì lại xuất hiện thêm một cái nhân vật Thiền Đạt. Nhân vật Thiền Đạt này thì không phải là nhân vật mới đối với người Thiền Am, đối với cộng đồng mạng chúng ta. Nhưng cái biến cố và tất cả các cái hiệu ứng đến với nhân vật Thiền Đạt này là một cái mấu chốt để cho chúng ta quan tâm rất nhiều. Nhân vật Thiền Đạt này đến với người Thiền Am, và người Thiền Am trong mắt của Thiền Đạt này là một chiếc bánh ngon, là một miếng mồi béo bở để cho Thiền Đạt lợi dụng, chứ không phải là một vị thần thánh, vị Phật sống giữa đời thường như các fan cùng tính cũng đã tung hô nhân vật Thiền Đạt này lên như vậy. Thực ra thì trong mắt Thiền Đạt, người Thiền Am là một chiếc bánh, và cơ sở của cụ Lê Tùng Vân là một miếng mồi để cho Thiền Đạt này muốn chiếm lĩnh và bành trướng để thống lĩnh Thiền Am. Mục tiêu ngày đầu tiên Thiền Đạt nhắm đến Thiền Am là muốn thống lĩnh. Sau khi Thiền Đạt muốn kết hợp với vị thượng tọa có quyền vị ở phía Nam này, thì muốn mục đích là mở rộng cái cơ sở của cụ Vân. Nhưng mở rộng ở đây là không muốn đem lại cái quyền lợi cho cụ Vân, không muốn để quyền thừa hành, thừa kế cho cụ Vân, mà mục tiêu là Thiền Đạt nhắm đến là mình muốn thống lĩnh, muốn coi như là muốn giữ cái vị thế quan trọng trong cái Thiền Am này để trục lợi, và buộc người Thiền Am phải chịu sự, phải lắng nghe theo Thiền Đạt. Chúng ta thấy rằng đó là một cái chiêu kế, phương thức của Thiền Đạt là như vậy. Bởi vì ông ta là một nhà kinh doanh, đầu óc thì có thể là biết nhìn xa trông rộng, biết thâu tóm, biết nhìn nhận đâu là lợi ích, đâu là những cái vấn đề mà cần để thực hiện cái mưu đồ của mình. Cho nên từ khi mà Thiền Đạt nhắm tới Thiền Am là chúng ta thấy rằng Thiền Đạt đã bày sẵn một cái kế sách, bỏ con tép để câu con tôm, tạo ra một cái kế sách để lấy lòng người Thiền Am, lấy lòng bá tánh của cộng đồng, bằng việc là nên dâng hiến cái công trạng, cái trách nhiệm của mình vô điều kiện cho người Thiền Am. Có nghĩa là đứng ra xây sửa, nói chung là sửa chữa cái chánh điện, chứ không có gì mà gọi là xây cất cả. Cái này là sửa chữa lại, sửa sang lại cho có hình thức một tí. Đó là cái mấu chốt đầu tiên để Thiền Đạt nhắm đến Thiền Am. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với Thiền Đạt thì Thiền Am là một miếng bánh, và cũng là một cái cơ hội để cho Thiền Đạt thâu tóm niềm tin của bá tánh, và bắt buộc là người Thiền Am phải chịu áp lực dưới sự điều hành của Thiền Đạt. Đấy, cho nên Thiền Đạt mới bày ra rất nhiều các cái chiêu trò là đưa vợ mình để làm thống lĩnh, làm giám đốc, rồi kết cấu với lại ông thượng tọa kia để mở rộng đăng ký. Bên cạnh đó thì tham mưu với các tổ chức, trong đó là có đơn vị của Đức Hòa, chắc chắn là phải có cái vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với nhân vật Thiền Đạt này, không phải là người bình thường, và không phải là một người mà như ông ta nói rằng là phát tâm bồ đề để cống hiến, để giúp đỡ cho người Thiền Am. Đó chỉ là một chiêu thức để đánh lừa và tô thêm cái tên tuổi của mình thôi. Đấy. Và từ khi Mục Sở Thị vào Thiền Am thì một thời gian Thiền Đạt cũng đã bộc lộ rõ bản chất của mình.
và đã bị cụ Lê Tùng Vân phát hiện ra ý đồ này. Cho nên cụ Lê Tùng Vân trực diện là người đối diện để khẳng định và không tiếp nhận Thiện Đạt và không công nhận Thiện Đạt là người hỗ trợ cùng với cụ Vân trong cái công việc là mở rộng cũng như là xây dựng, sửa chữa các cái vấn đề liên quan đến căn hộ của cô Cao Thị Cúc tại Thiền Am này. Cụ Vân đã sớm phát hiện ra được bản chất và thủ đoạn của lão Thiền Đạt này, cho nên ngăn cản kịp thời. Và thế là cái cớ sự xảy ra sự cạnh tranh mâu thuẫn. Thiện Đạt bắt đầu xuất hiện lộ rõ bản chất là một con người tham lam, tráo trở và quay sang đấu tố cụ Vân. Những gì mà Thiện Đạt xâm nhập thực tế vào Thiền Am, những gì mà Thiện Đạt biết, theo dõi và cập nhật, thì đó là cơ hội chứng cứ để cho Thiện Đạt tung ra để bêu réo, để hạ bệ Thiền Am một cách không thương tiếc. Từ việc mà Thiện Đạt len lỏi vào các phòng rồi xâm nhập vào cái nơi mà bếp, rồi đến cái công việc mà ăn uống, rồi cái việc tu tập của các thầy các cô trong Thiền Am, thì Thiện Đạt đều nắm, đều theo dõi. Có nghĩa là chúng ta thấy lão Thiện Đạt này cũng rất là ghê gớm, theo dõi rất là kỹ từ cái việc mà ăn chay cho đến ăn mặn của người Thiền Am. Nói về cái vấn đề Thiền Am ăn chay ăn mặn thì chúng ta cũng đã biết trong đó thì các cô lớn tuổi và các thầy lớn tuổi thì ăn chay, còn việc mà các bé ăn mặn là cũng đã được công khai. Bởi vì thực tế trên khoa học cũng đã cho chúng ta thấy rằng cái việc các cô cho các ăn chay cũng là đúng, bởi vì trẻ em mà khi tu tập thì trẻ em chỉ học theo cái giáo lý, theo cái đạo đức, cái nhân cách của con người thôi. Còn quan trọng là cái bảo vệ về sức khỏe thì các cô, các thầy trong này cũng phải là tạo cái điều kiện để cho các bé này ăn đầy đủ chất để phát triển thể chất. Khi đã đủ thành người, khi đã đủ trưởng thành rồi, bắt đầu là cái tâm nguyện tự phát, tính tự phát tâm để ăn chay. Thì các thầy lớn tuổi cũng vậy, những người mà đã thành niên thành vị trong Thiền Am thì bắt đầu ăn chay, còn cái việc mà ăn mặn thì chỉ dành riêng cho các bé thôi. Nhưng khi Thiền Đạt đã phát hiện ra cái dấu hiệu này, thì Thiền Đạt lấy đây là một cái cơ sở để tố cáo và bêu rếu hạ bệ người Thiền Am, cho rằng đó là cụ Vân và những người trong Thiền Am tu là mượn cái hình thức thôi, còn cái việc là kinh kệ thì họ không chăm đọc, hay hoặc là họ tu nhưng mà họ ăn mặn. Đó là những cái phát ngôn và những cái điều mà Thiện Đạt đã phát hiện ra và những cái điều Thiện Đạt tố cáo. Đó là mục tiêu khi quay lưng là Thiện Đạt đưa những cái chứng cứ mà mình mục sở thị để biết được này ra để hạ bệ người Thiền Am. Cũng giống như Thám Tử Cao những ngày đầu tiên khi lăn la vào Thiền Am thì cố tìm hiểu các cái sơ hở, cái ngóc ngách. Bước đầu vào thì nịnh nọt cụ Vân rõ ràng, thì tất nhiên là vào phải ngồi, phải theo dõi, phải nắm bắt cơ hội để nhưng mà thực ra thì ở các cái thời điểm đó thì người Thiền Am họ chưa có phòng ngừa được, bởi vì họ tin người đâu cũng là người thực, việc thực hết, và cái biến cố ban đầu thì chưa có cái gì xảy ra, cho nên họ không ngờ, họ không đáng ngờ những con người này. Từ ngày xuất hiện Nguyễn Sinh rồi Thám Tử Cao và rất nhiều các cái nhân vật lăn la vào trong Thiền Am để thể hiện tâm Bồ Đề, để thể hiện là người có thể là hỗ trợ, giúp đỡ hay hoặc là cùng với người Thiền Am để phát triển. Cho nên người Thiền Am họ không nghi ngờ, nghi vấn bất kỳ một điều gì cả, bởi vì họ cho ai là cũng là những con người thật, việc thật giống như họ. Họ sống trong một cái môi trường khép kín, họ có được tất cả các cái đạo đức, cái giá trị, nhân cách là được từ sự dạy bảo, truyền đạt các cái giáo lý Phật Pháp từ cụ Lê Tùng Vân, và các cái đức tính này từ những con người trong Thiền Am cũng đã thay đổi.
Cho nên là bản chất của mỗi con người trong thiền am, sinh ra và lớn lên sống tại thiền am thì họ cứ nghĩ rằng ai cũng hiền từ, lương thiện và coi như là thật thà chất phác giống như họ. Cho nên họ không ngờ, không tin đó là giả. Nhưng cuối cùng các bạn thấy những con người mà đến trước ở cái thời điểm đó đều là giả của thiền am hết. Đây, từ Nguyễn Sinh cho đến Thám Tử Cao, rồi Thiện Đạt, và sau này cũng còn rất nhiều người. Khi sự thật đã tung hô vỡ lẽ ra nhưng người thiền am vẫn chưa đặt cái nghi ngờ nhiều, nhưng vẫn còn tin nhiều người, thấy không? Cho nên tất cả các cái sự thật mà khi vướng vào thị phi thì đều là những người mà có mục đích tìm đến thiền am. Ngoài cái việc mà trục lợi niềm tin của thiền am, của báo tánh, thì bên cạnh đó là tìm những cái thông tin, những cái ẩn khuất, những cái mấu chốt mà có thể là gây khiến cho cái sự bất ngờ và cái sự tò mò của cộng đồng mạng cũng như những người theo dõi. Đây. Và thị phi bắt đầu là căng thẳng khi tất cả các cái tố cáo của người thân của thiền am, từ bà Lê Kim Huệ, từ Lê Thanh Minh Tùng, rồi rất nhiều các cái nguồn tin từ người thân. Bởi vì người thiền am được sự mến mộ và được sự tin yêu từ cộng đồng mạng khi có sự xuất hiện của sự nổi tiếng của các bá, các thầy. Các thầy thì đi tham gia hát nhạc bolero và được nổi tiếng, được cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Còn các bá thì đi thay thách thức danh hài. Trong số mười mấy con người đó thì hơn nửa số đó là những nhân tài rồi. Họ là những con người tài thực sự, tài năng thực sự. Họ sống trong một cái môi trường o ép như vậy đó, một cái môi trường thiếu thốn như vậy đó. Họ không được cởi mở, họ không được giao lưu, họ không được học hỏi. Nhưng cái giá trị, cái tài năng của họ có sẵn trong bản chất con người của họ, sinh ra là vốn dĩ đã có rồi. Cho nên các bạn thấy đó, trong chừng đó con người của thiền am, ngồi các cô, các cụ lớn ra thì còn lại các thanh niên và các bé thì cỡ mười mấy, hai chục người cho mấy các bạn. Nhưng mà đã hơn nửa số đó là những người tài trí đức hết trơn rồi. Ngồi trí đức được cụ Lê Tùng Vân truyền giáo những cái tư tưởng về Phật Pháp, đạo đức của họ sống là làm người hướng thiện, làm người lành không hại người. Họ tự mày mò để tạo ra công ăn việc làm. Họ cũng có sáng kiến để học hỏi, để có công ăn việc làm. Họ cũng vẫn tạo cái kế sinh nhai của họ bằng cách là lao động, tự lao động miệt mài cho bản thân. Các cô nữ tu sĩ thì cũng đi buôn bán ở ngoài chợ, cũng tìm cái kế sinh nhai. Còn các thanh niên, các tu sĩ thì vừa rèn luyện sức khỏe mà bên cạnh đó cũng tham gia sáng tác, tạo ra những cái hợp đồng, các cái việc làm ăn. Như vậy họ vừa tu tập, vừa nuôi dưỡng cái giá trị bản sắc của cái tín ngưỡng Đức Phật. Họ vừa tu tập, giáo dục, hỗ trợ với nhau. Bên cạnh đó họ rèn luyện sức khỏe. Thì hà cớ gì mà cho rằng họ phạm tội, cho rằng họ giả tu giả sư, rồi ganh tị sân si. Các bạn thấy khi nếu như mà những người thiền am họ sống bình lặng bình dị cuộc đời của họ như những năm trước thì không có thị phi, không có các cái biến cố xảy ra, không có sự ngăn tức ở, thì đến bây giờ thiền am vẫn tồn tại và có thể là họ phát triển một cách êm đềm và bình lặng như vậy. Nhưng khi xuất hiện sự tranh giành về vị thế, sự ganh tị so bì về của xã hội, của những con người mà nhỏ nhen nhất. Đầu tiên là bắt đầu khi các bá, các thầy được sự quan tâm của cộng đồng mạng, được sự giúp đỡ, khi được đi thi rồi đi tham gia các cái chương trình và các cái sự kiện lớn, tài năng của họ được cống hiến thực sự và được mở mang cái tầm nhìn ra thế giới luôn. Cả thế giới cũng công nhận mà đó là những tài năng nhí mà xuất hiện đầu tiên. Cho nên chính từ điều đó,
sự nổi tiếng cũng đi liền với cái sự tai tiếng này à, và bắt đầu sự ganh tị sân hận. Trước đây thì các bạn cũng nhớ thượng tọa kia cũng đến từng khen ngợi, tặng bằng khen. Rồi sau khi thấy được cái hiệu ứng của các bá này có thể là một cái tiềm năng, cho nên ông kia cũng muốn thâu tóm Thiền Am. Mục đích sở thị đến là để thăm dò, thăm mưu, rồi muốn lôi cuốn người Thiền Am về mình. Đây, đầu tiên thì vào khen rồi tặng bằng khen, tôn vinh. Nhưng sau khi không thuyết phục được cụ Vân thì lại quay sang trở mặt à, triệt hạ, tìm cách triệt hạ đủ kiểu, cho rằng là họ giả sư giả chùa, rồi tạo ra rất nhiều các cái hiệu ứng để quy chụp vu khống. Đấy. Nhưng các bạn cũng đã thấy cái quy luật à, các cái luật định về Phật pháp rồi, quy định trong pháp luật cũng không có cái luật định nào mà cấm quyền con người tự tu tập tại gia. Họ cạo đầu, họ mặc áo pháp phục, mặc áo nâu sòng, đó là cái tín ngưỡng của sự tôn kính à, biết kính trọng, biết tôn thờ, biết bảo tồn cái giá trị văn hóa của Phật pháp, thì hà cớ gì mà kết tội họ. Cho nên chúng ta thấy riêng hai vị thượng tọa kia cũng đã là người xấu tính xấu nét rồi. Họ đã đạt đến cái chức vị như vậy, họ đang đến trên con đường tu hành chân chính của họ, nhưng bản thân, bản chất của họ lại chưa được tu sửa, chưa được gội rửa cái sự sân si của họ. Như vậy thì họ không xứng đáng để tiếp tục trên con đường hành thiện. Các bạn thấy không, họ triệt hạ Thiền Am bằng nhiều phương kế, kết hợp với nhiều tổ chức cá nhân. Họ nghe ngóng, họ rình mò các cái thông tin từ Thiền Am để kết buộc tội cho người Thiền Am. Hai vị thượng tọa đại diện cho phía Nam này thì các bạn thấy đó, họ là những con người tu hành chân chính, thì đáng lý ra là họ phải tìm cơ hội tạo điều kiện cho người Thiền Am phát triển, tạo cái nền tảng cho cái nét văn hóa về Phật pháp chứ. Nhưng đằng này họ lại ganh tị, họ lại không được sự yêu mến giống như các bá, các thầy ở đây. Cho nên họ so bì, họ ganh tị, và họ tìm cách triệt hạ. Ban đầu họ muốn thâu tóm, và thâu tóm không được thì họ tìm cách triệt hạ. Đấy, thủ đoạn của những con người mà đi gieo những cái nhân duyên trên con đường Phật pháp, nhưng họ làm ngược lại với các cái quy định, cái niềm tin của Phật pháp. Như vậy thì các bạn thấy, để nâng đỡ cho nên họ phải chịu vậy thôi. Ngồi hai vị thượng tọa đó thì các tổ chức cơ quan đó, các bạn thấy liên quan rất là cạm bẫy, rất là nhiều cạm bẫy rình rập vào Thiền Am. Đấy, rồi họ muốn tìm cơ hội để trục lợi, xuất phát đỉnh điểm của sự mâu thuẫn liên quan đến cơ quan Đức Hòa thì xuất phát từ cái việc mà ba cái tờ chứng minh đó. Bởi vì sao? Họ thấy rằng tiềm năng của người Thiền Am cũng dễ kiếm ăn quá mà. Đấy, người Thiền Am có được thì họ có thể có được, và bất chấp thủ đoạn, các bạn thấy không? Nhưng chỉ là một Thiền Am đơn lẻ nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng mà họ được hưởng cái đặc quyền từ cái tài năng của họ, cái cội nguồn, cái giá trị nhân văn đạo đức của con người họ đã có sẵn trong trong cái dòng máu của họ rồi. Và cuối cùng thì các bạn thấy thị phi, sự sân hận, mâu thuẫn rất nhiều, các cái tổ chức cá nhân liên tục nhắm đến Thiền Am để triệt hạ. Đây, ngoài những người thân đó là Minh Tùng, Lê Kim Huệ, rồi những người liên quan đến cụ Lê Tùng Vân đó, luôn tìm cách, ngoài việc trục lợi niềm tin thì bên cạnh họ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để triệt hạ, loại bỏ Thiền Am. Nhưng các bạn nghĩ lại cho cùng, thấy Thiền Am họ có lỗi gì, có tội gì khi là những con người tu hành? Họ chỉ là những người tu tập tại gia thôi, không ai có quyền cấm đoán, mà cũng không ai có quyền mà phỉ bản cái tín ngưỡng đức tin của họ đi theo con đường Phật pháp. Họ có quyền được
được thừa hưởng, họ có quyền được tôn vinh và bảo tồn cái giá trị văn hóa của Phật pháp mà. Đấy, đến bây giờ thì các bạn thấy đó, cũng từ cái điều đó mà chúng ta thấy cuộc đời này nó rất là khó hiểu. À, người đáng được nâng đỡ, đáng được tôn vinh nó thì lại bị vùi dập. Những tài năng, những mầm sống có ích cho xã hội thì không có cơ hội để phát triển, không được sự nâng đỡ, hỗ trợ của chính quyền. Rồi chính quyền thôi, chứ chưa nói pháp luật nữa các bạn. Pháp luật là bao gồm, cho nên nói chính quyền của một nơi, của một cá nhân tổ chức nhỏ mà nơi người Thiền Am đang ngự trị. Đấy, rất nhiều. Nhìn lại cho cùng thì các bạn thấy rằng Thiền Am giống như đang sống trong một cái cạm bẫy, xung quanh mình là tứ bề thọ địch là đúng thật. Từ chính quyền cũng là một cái nhìn ác cảm đối với Thiền Am. Tôn giáo cũng quay sang nhìn một cái nhìn ác cảm đối với Thiền Am. Rồi bà con họ hàng cũng nhìn một cái nhìn ác cảm. Bên cạnh đó là những cả xem Thiền Am giống như một miếng bánh để trục lợi. Trong đó có rất nhiều người nhân danh là trượng phu chính nghĩa. Và đến khi xuất hiện cái nhân vật Thiện Đạt này, các bạn thấy đó, Thiện Đạt là người cũng thật ra thì cũng có công có sức cho người Thiền Am đấy, tốt đấy. Nhưng đó không phải là xuất phát từ tâm như cái lòng mà tâm thiền ông đã nói rằng là phát tâm Bồ Đề. Nó đi ngược lại với cái tư tưởng và cái quan điểm của lão Thiện Đạt này. Xin chào anh Lân. Thì chúng ta thấy rằng đó là người Thiền Am họ sống ngoài cái sự việc mà lo sợ thị phi pháp lý. Họ sống trong một cái nỗi mà thấp thỏm. Thì họ còn tư tưởng nào mà để phát triển, họ còn tư tưởng nào mà lo cho cái kế sinh nhai, bảo tồn cái tín ngưỡng Phật pháp, rồi chăm lo dạy bảo các bé. Những người lớn tuổi thì chúng ta không nói đi, các cô các u mà từ 50-60 trở lên thì họ chỉ là người hỗ trợ cùng với các thầy, những người lớn tuổi để chăm lo những chú bé, những thành viên nhỏ tuổi trong đây để có cơ hội được phát triển từ tinh thần, thể chất cho đến sức khỏe. Trong khi đó là các nam tu sĩ trong Thiền Am tham gia các cái văn hóa ngoài đời xã hội như ca hát thì cái chuyện đó cũng chưa có cái quy định nào mà cấm. Rồi họ rèn luyện thân thể, đó là cái giá trị của cá nhân, của mỗi bản thân. Không phải là anh đi tu là không được tập luyện đâu, không phải anh đi tu là không được ca hát đâu các bạn, chưa có ngay cái quy định nào cả. Nhưng chỉ có những người mà độc tài thể hiện cái bản thân của mình là quyền vị trong xã hội này, muốn bành trướng, muốn thống lĩnh những người thấp cổ bá hầm, cho nên tự họ ra các cái quyết định này, các cái yêu sách này để thâu tóm, để trừng trị những kẻ yếu hèn, để những kẻ này bắt buộc phải lệ thuộc, phải nghe theo họ. Thấy không? Làm gì có cái chuyện nào mà cấm cá nhân của con người là rèn luyện sức khỏe. Họ ca hát đó là một cái món ăn tinh thần để giải trí mà, cũng là một cái nét văn hóa nghệ thuật của con người tu hành, đáng được để ngưỡng mộ tôn vinh cho các bạn. Còn các bé họ đi tham gia các cái cuộc thi thách thức, đó là thể hiện cái tài năng trí tuệ của con người. Và những người trong Thiền Am họ tu hành, họ không mặc định là theo một cái giáo phái nào cả, họ tu là để tu tập dưỡng tính, để tạo cái đạo đức từ mài dũa, từ rèn luyện cái bản thân hướng theo cái tín ngưỡng của Phật pháp, là không tham sân si, hướng con người đến sự thanh cao thánh thiện. Đó là cái giá trị, cái nhân văn của người Việt Nam mà, cái truyền thống mà. Thì làm gì mà có các cái quy định nào mà cấm họ như vậy. Đấy, thì các bạn thấy kế tiếp liên tục
xuất hiện rất nhiều các cái thành phần mà đến bây giờ chúng ta có thể gọi là giặc của thiền ham. Trước đây thì Thám Tự Cao, Nguyễn Sinh, rồi rất nhiều các nhân vật khác mượn hiệu ứng của thiền ham để được nổi tiếng, mà làm YouTube là gọi là câu view ha. Nguyễn Sinh là cũng vậy, Thám Tự Cao thì khỏi nói rồi, phải không? Mà giặc ở đây là giặc nguy hiểm nhất là Thám Tự Cao. Chính tay Thám Tự Cao này là người vào trong thiền ham đầu tiên để rỉ tai cụ Văn làm những cái việc mà chúng ta thấy rằng nó rất là tệ hại. Nhưng khi mà thu thập được rất nhiều thông tin, khi biết những cái thông tin không được tiết lộ từ thiền ham, khi mà tay Thám Tự Cao này nắm được đó là bắt đầu có cơ hội quay sang phản tố lại người thiền ham, thì tung ra rất nhiều các cái bằng chứng. Rồi bắt đầu khi xuất hiện cô Diễm My, đó là cái mấu chốt của sự cao trào mà khiến người thiền ham phải trải qua cái kiếp nạn này. Nếu như thực ra cái vụ cô Diễm My không xuất hiện ở thiền ham, cái vụ 50 tên côn đồ do bố mẹ của Diễm My, do ông bố của Diễm My đây không thực hành cái mục cái vụ đó, thì chắc chắn là người thiền ham cũng sẽ được an bình cho đến ngày hôm nay đó. Và cái đỉnh điểm của sự mâu thuẫn liên quan đến cái vụ đó là căng thẳng khi cái tính pháp lý và thiền ham trở thành cái gai trong mắt của Đức Hòa Long An. Đây, từ vụ nhỏ nhất là vụ ba cái chứng minh cho đến các cái vụ tố cáo liên tục liên quan đến cái vụ 50 tên đó. Rồi các cái phiên tòa, các bạn thấy đó, rất nhiều các cái biến cố mà người thiền ham phải chấp nhận. Đó là cái chấp nhận của những người thấp cổ bé hồng thôi. Họ đang sống trong một cái môi trường bị dèm pha, bị thị phi, bị o ép, bị kiểm soát. Nói chung là họ không còn cái đường nào để thoát nữa. Đúng là họ sống trong một cái môi trường khép kín. Từ cái sự khép kín, khi họ không va chạm ngoài đời, ngoài xã hội, bởi vì họ là người tu tập mà, làm sao họ va chạm, họ quan hệ để họ biết người này, ông kia, bà nọ, để họ nhờ đỡ, giúp đỡ. Cho nên cũng chính từ điều này mà họ bị lợi dụng cái tinh thần và lợi dụng cái sự yếu thế của họ mà họ bị đài bẹp đến một con đường gọi là không lối thoát. Từ pháp lý, từ những kẻ trục lợi, dèm pha, xem thiền ham là một cái miếng bánh, xem thiền ham là cơ hội để trục lợi, để nhắm đến, thấy không? Trong đó thì có thiền đạt. Thiền đạt là người đến sau, nhưng cũng là người tạo ra các cái hiệu ứng mà gây bất lợi cho thiền ham rất nhiều đến bây giờ. Nếu như thiền ham mà không bị khởi tố về cái tội lạm dụng trục lợi này thì nhân vật thiền đạt này không lên tiếng. Chắc chắn là sẽ không lên tiếng rồi, bởi vì khi thiền ham bị tố về tội lợi dụng trục lợi này thì đó là cơ hội để cho thiền đạt này triệt hạ thiền ham thêm một lần nữa. Những gì ông bỏ và mất cho thiền ham không phải là của mồ hôi nước mắt của ông làm ra. Đúng, ông đổ mồ hôi nước mắt, nhưng tài sản ông có được không phải là chính bàn tay ông làm ra, mà chính sự yêu thương của bá tánh, của các mạnh thường quân, mà thực tế cho chúng ta thấy đến bây giờ là cái sự hiện diện của cái sự thật đó đã có, và cái diễn biến đã được chứng minh. Ông bỏ ra một ít nhưng ông hô lên rất là nhiều. Đó là cái kế sách để gọi là thâu tóm, bỏ con tép để bắt con tôm. Mục tiêu của những kẻ mà được gọi là trục lợi, bởi vì ông này là một thương nhân, thương gia buôn bán mà đầu óc rất là nhạy cảm. Đấy, thì chúng ta thấy cái thủ đoạn của gã thiền đạt này không hề đơn giản. Ngày đầu tiên thì khi chia sẻ trên mạng xã hội là nhờ các cái kênh YouTube để cũng xâm nhập vào thiền ham, nói mượn cái hiệu ứng của gã thiền đạt này để tung hô lên là bản thân ông là người là một tín đồ của Phật pháp. Ông cho rằng ông có tâm niệm đi theo con đường Phật pháp, và bên cạnh đó là muốn tung hô cái sự thật này lên. Đấy, mượn cái hiệu ứng của xã hội, quay, đăng tải, chia sẻ những cái lời nói của ông.
ông cho rằng ông phát tâm Bồ Đề để cống hiến giúp đỡ cho người thiền hành, nhưng thực ra đó không phải là sự thật. Và cuối cùng đến bây giờ là đã lộ rõ cái bản chất thực của lão Thiện Đạt này là một kẻ tráo trở, ăn hại cho người Thiền Am. Ông Đạt này đúng là người ăn hại cho Thiền Am đến bây giờ đấy. Ông giúp Thiền Am đâu không thấy, nhưng bây giờ để lại cái hậu quả hệ lụy về pháp lý là sự nghi ngờ, nghi vấn. Bây giờ tất cả các cái chứng cứ, bằng chứng người ta cũng đâu có dám trưng ra, trong khi là cơ quan chức năng thì đang theo dõi, đang chờ cái cơ hội này mà. Đó là cái chốt của cái bẫy rồi. Họ chỉ cần sơ hở một cái là họ sập bẫy là rồi, nhốt thôi chứ có gì đâu. Cũng giống như nhốt con gà vậy đó các bạn. Chỉ cần mà con gà mà đưa vào trong cái rọ là rồi thôi, nhốt. Thì cái việc mà chúng ta thấy sự xuất hiện của Tay Thiện Đạt cho đến khi những cái tung hô của ông quay sang tìm những cái góc khuất để tố người Thiền Am bằng rất nhiều các cái chiêu thức, ông nói xấu đủ các kiểu, cho rằng người Thiền Am là dự trữ lương thực, rồi lương thực ở đây là cũng từ Mạnh Thiện Quân tự bán họ cho, và cũng từ người Thiền Am lao động họ mới có hưởng được cái đó, họ ưu ái họ hưởng được cái từ cái tài năng trí tuệ của họ, họ mới có được cái niềm thương yêu như vậy. Đâu mà phải dễ làm mà là ai mà đem tiền dâng hiến cho một cách là vô điều kiện như vậy đâu. Tại sao ông thượng tọa kia cũng là một người đáng để được tín ngưỡng, để được tôn vinh đó, nhưng tại sao ông lại không được thừa hưởng cái niềm tin, cái đặc quyền về cái vị thế của ông, mà ông phải đi tìm cách để lợi dụng những kẻ yếu thế như người trong Thiền Am để tôn vinh cái bản thân, cái vị thế của ông lên. Thế rồi cuối cùng là cũng mục đích hết trơn, cũng thủ đoạn hết. Lòng người nó quá là ghê các bạn. Chính như những con người đi trên con đường Phật Pháp chân chính như vậy đó, như hai ông thượng tọa kia đó, vậy mà vẫn còn dùng cái thủ đoạn là các bạn thấy là con người như thế nào rồi. Họ chưa quán đổi được. Đúng, bản thân của chúng ta thì chưa hoàn thiện, chưa quán cải, nhưng chúng ta không có làm hại ai, không làm điều gì để mưu lợi cho bản thân mình. Nhưng chính những con người đó, những con người như vậy mà họ lại đi ngược lại quy định của giáo lý Phật Pháp, và đi ngược lại với cái lương tâm của họ đã đành rồi, thì những con người đó đáng để lên án. Trở về cái nhân vật Thiện Đạt này thì chúng ta thấy rằng đây là một gã mượn đạo để tạo đời, giả nhân giả nghĩa thôi. Nói xấu người Thiền Am không còn cái chỗ nào mà không lôi ra để bọc bạch hết. Thì thử hỏi những con người này có xứng đáng mà để cho chúng ta tôn vinh tín ngưỡng hay không? Họ có đáng để lôi ra để vạch trần hay không? Sau khi các cái sự thật của lão Thiện Đạt này bị vạch trần trong thời gian gần đây, liên quan đến cái việc mà sự lên tiếng của Thiện Đạt khi đứng lên tố cáo cho rằng Thiền Am là người trục lợi, ông là bị hại trong vụ việc này, và thực hư cái sự thật nó đã là rành rành như vậy rồi mà ông vẫn khẳng định cho rằng ông là bị hại trong cuộc chơi này, thì các bạn thấy rằng họ mạnh miệng đến thế đến cỡ nào, và họ vì sao mà họ lại dám mạnh miệng tố cáo như vậy, trong khi thực hư cái câu chuyện không nhưng họ muốn dựng nên thành có. Đây, chuyện đã rành rành như vậy rồi, ông tự sướng lên ông nói rằng là tự cống hiến xây dựng sửa chữa chánh điện cho Thiền Am. Cụ Vân cũng không kêu, không nhờ, cũng không mời nữa, tự ông lăn la vào, rồi tự ông gợi ý, rồi tự ông làm, rồi tự ông kêu gọi, tự ông lấy tiền của thiên hạ. Đây, cuối cùng là ông quay sang tố ngược lại Thiền Am, có nghĩa là ông coi những con người Thiền Am họ thấp bé, họ mềm yếu quá, thì bất cứ ai cũng có thể là triệt hạ, là lợi dụng được hết. Đấy, chính ông Thiện Đạt này là chúng ta thấy rằng đó là một cái thủ đoạn. Sự thật nó đã rành rành là như vậy rồi mà ông quay sang tố cáo người Thiền Am là sao, trong khi
tất cả các cái diễn biến liền liền do ông gây ra, do ông tạo ra hết. Nhưng chắc chắn rằng cái nhân vật thiện đạt này phải trả giá cho cái quy luật sinh tồn trong cuộc đời này. À, những gì mà không có, không làm ra từ mồ hôi nước mắt của mình thì chắc chắn là sẽ không tồn tại. Đó là cái quy luật của tạo hóa. Đấy, nhưng đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng các cái diễn biến sự thật nó tiếp theo là sẽ như thế nào. Nhưng mong rằng người thiền am sẽ sớm nhận ra đâu là giặc, đâu là thù và đâu là người mình để mình đáng là tin cậy, để tự đứng lên. Thực ra về cái bản án 331 thì đó cũng là một cái giá thế, và đó cũng là một cái thử thách cho cuộc đời của những con người này. Nhưng thử thách cho một gia đình quá là lớn, quá là cay đấy các bạn, quá là đau đấy. 6 thành viên trong thiền em đều vướng vào vòng lao lý. Đó là một cái giá mà chúng ta không tưởng tượng được, không nghĩ ra được, không ngờ được những con người tu hành lại vướng vào pháp luật. Nhưng cái tội danh của họ không đáng để mà họ phải ngồi sau những khung sắt để họ suy nghĩ cả. Họ không phải như vậy. Nếu như những cái tội danh mà kết họ ở những cái tội ban đầu thì chúng ta còn công nhận, còn đáng trách. Nhưng đằng này không có. Không phải là họ không luận lớn, không có cơ sở, không chứng minh được. Bây giờ cũng không giải thích, cũng không có đưa ra một lời nhận định nào để giải thoát cái nỗi oan khiên này. Rồi tiếp theo, họ có lợi dụng trục lợi ai đâu. À, họ có được, họ thừa hưởng được từ cái niềm tin yêu, từ cái tài năng, từ cái mà họ đang tôi luyện, đang bảo tồn cái giá trị văn hóa Phật pháp. Cái tín ngưỡng con đường họ đây là đúng đắn, họ đáng được thừa hưởng, đáng được có những cái điều đó mà. Cho nên cuối cùng lại thì cái giá của họ phải trả quá là cao. Nhưng Âu đây cũng là một cái sứ mệnh, nhưng trong cuộc đời thì ai cũng vậy thôi, ai cũng phải bước qua cái sự vấp ngã, phải qua cái sự thách thức để rồi đứng lên. Bởi vì những người trong thiền am họ quá mềm yếu, nhẹ dạ cả tin quá. Là người tốt ai họ cũng tin, ai họ cũng chia sẻ, ai họ cũng sang sớt hết. Cho nên là cuối cùng là họ vướng vào, thì đó cũng là một cái thử thách cho cuộc đời của họ, để họ đủ vững tin, để làm đó là một cái kinh nghiệm trong cuộc đời. Đến bây giờ thì chúng ta thấy lâm xâm về cái vụ việc của lão thiền đạt này, và liên quan đến các bản án tiếp theo, để xem thử cái kết quả về việc mà cái ngày làm việc ngày 26 tháng 7 vừa qua của cơ quan, có phải là cái lần cuối để đến thiền am để thu thập thông tin cho tất cả các cái dự án về pháp lý để phán quyết cho người thiền am một cái tội danh nào nữa hay không, thì chúng ta vẫn chờ nha các bạn. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa biết được cái kết quả về việc mà cái ngày 26 tháng 7 vừa qua đến với thiền am là để làm gì, mục đích là như thế nào. Chúng ta vẫn chờ xem. Thưa quý vị và các bạn, mình quay lại mình chào các bạn tí. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Xin chào Nguyễn Hương Vlog. Xin chào Nguyễn Hương. Xin chào xin tôi. Anh like khuya quá nên ít người. Cái like ai mà nào cũng ít người chị Hoa. Nhưng mà con ngồi là sao. Và thường thường đó là em like em mấy cái like này bị vàng tiền hết nha các bạn. Cho nên là các bạn xem lấy mấy cái like mà mình phát lại á, cái like mà mình bản sao lại, ý là mình chiếu lại đó, công chiếu lại đó các bạn. Mấy cái đó thì nó không vàng tiền, chứ còn cái like trực tiếp này bị vàng tiền hết. Vàng thì kệ, nhưng mà có cái là chia sẻ cùng với các bạn cho vui vậy thôi. Xin chào Phú Liên Nguyễn, xin chào Mikan,
Xin chào Nguyệt Nguyễn, xin chào Linh Lê, thiền am hiền lành quá, hóa giải hay bị lũ xấu xa bắt nạt. Chào Nhật Ký Luật Sư, chào Yến Nguyễn. Một khi người ta muốn dồn thiền am vào chỗ chết thì thiếu gì lý do, thật quá dạ mày. Các bạn thấy đó, đúng không? Đúng là thiền am không còn cơ hội để mà vươn lên, để mà thoát khỏi cái cạm bẫy này được. Xin chào Tiên Võ, xin chào Hường Hồ. Mình vào nhà bạn vứt bạn một like mình đây nhé. Cảm ơn Hường Hồ rất nhiều. Xin chào Lạp Nguyễn. Thiện Đạt lúc trước ai cũng khen Phật sống, mà làm Phật sống không được thì làm ác rồi. Xin chào Tuyết Mai Nguyễn. Xin chào Linh Lê. Xin chào Đường Hồng. Rồi một lần nữa mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn. Đến bây giờ cũng đã là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ cũng hơi khuya rồi. Xin chào Phú Liên Nguyễn. Xin chào Phúc Văn Võ. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một đêm an bình và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tất cả anh chị em trong nước và ngoài nước ai cũng như vậy. Xin gửi lời tổng chào và xin cảm ơn rất nhiều. Mình xin xuống like à. Yeah.